Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cùng các bạn thì cái cách mình chiết một cái cây mà Nikima để mình làm bonsai chơi các bạn. Thì tại sao mình phải chiết cây cây Nikima các bạn? Thì cây Nikima là một trong những cây mà trái nó rất là đẹp, chín vàng đỏ vàng rất là đẹp. Thì mình cái cây này của mình thì nó cũng khá to các bạn, nó già thì các bạn có thể thấy là những cây nó đã mọc rêu phong ở trên này rồi nè, đây nè. Thì nó cây này của mình thì nó rất là già rồi, nó gần 40 năm tuổi rồi. Đây mình đứng ở trên mái nhà mình quay xuống các bạn. Thì ở đây có cái cành nó cũng tương đối đẹp, thì mình chiết mình nuôi bonsai. Nếu mà các bạn mà để mà các bạn mà nuôi một cái cây lên á, thì để nó ra hoa ra trái nó mất thời gian lâu các bạn. Mình tận dụng cái cành mà nó có sẵn to rồi nè. Đó, mình sẽ chiết lấy cái cành đó rồi mình cắt cái đoạn đi để mình vừa chiết vừa nuôi luôn. Cắt đây nó sẽ làm mầm ở đây. Thì mình sẽ nuôi ở trên này luôn. Rồi xong đó chúng ta rễ là mình cắt xuống là mình sẽ có cái mầm sơ sơ được các bạn. Còn khi các bạn để bầy các bạn chiết các bạn cắt xuống á, thì lúc đó thì nó mất thêm thời gian mình nuôi cái nhánh này nữa các bạn. Nên mình vừa cắt vừa chiết luôn. Thì để chiết cho cái cành này nó cũng khá già các bạn thấy này, nó mốc lên này. Nếu mà mình để mình chiết nó không á, bó không á, thì nó sẽ ra nhưng mà nó rất là lâu các bạn. Thì hôm nay mình có được người ta giới thiệu các bạn, người ta giới thiệu cái chai này nè, cái chai này dâm và chiết cành đó, thì ra lấy cực mạnh luôn. Thì mình thử nghiệm thôi chứ mình chưa dùng lần nào, thì hôm nay mình sẽ lấy nó làm mình thử nghiệm để mình chia sẻ cùng các bạn. Nếu mà nó đang rễ ổn đó, thì mình sẽ làm cái video mình nói chi tiết về nó. Còn bây giờ mình chỉ gọi là thử nghiệm thôi, còn khi nó đang rễ rồi mình sẽ quay chi tiết lại cho các bạn xem để độ phát triển mạnh của nó thế nào. Đó, thì đây mình có chiết hai cành các bạn, bên kia một cành nữa. Đó, bên kia có một cành. Thì nó cái cành nó cũng khá đẹp. Để mình qua mình quay cho các bạn xem. Cái này đang ở trên mái nhà các bạn. Đó, cái này mình mốt mình làm cái cành đổ xuống này. Đó, cái co các bạn, co cục trỏ đó. Mình sẽ làm đổ xuống. Thì cái mùa này là cái mùa nó đang ra hoa các bạn. Cái đợt này. Cách đây khoảng 2 tháng thì nó đã hết trái rồi. Đây là hoa nữa các bạn. Chùm nào nó có hoa hết. Hoa kinh khủng lắm. Cây này thì trái đừng nói tới nó luôn. Nó vàng rực hết luôn các bạn. Chín nó vàng rực luôn. Hoa rất là nhiều. Cái này các bạn thấy là mấy cái chồi nhỏ nhỏ này hoa không à. Đó, cứ la chồi ra hoa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bôi thuốc nha các bạn. Mình bôi thuốc vào cái vị trí này nè. Vào cái vị trí của cái vết cắt ở trên này nè. Tại vì cái này hồi sáng mình làm hồi sáng rồi. Và các bạn lưu ý nha, khi mình nhớ là các bạn phải cạo sạch cái này nè. Các bạn cạo đi, các bạn lột vỏ rồi nhưng mà các bạn phải cạo thêm một lần nữa cho nó sạch hết cái bao dơ đi để nó không có liền lại. Nó mà liền lại là nó khó ra rễ các bạn. Cạo sạch sẽ hết luôn. Lấy da mình cạo sạch đi. Thì cái sáng này cái này cắt đâu ra nhựa đan đó các bạn ơi, mình này các bạn thấy nhựa khô này. Đó. Mình không có dám bôi thuốc liền. Bây giờ mình nó khô rồi mình bôi thuốc. Nó bôi thuốc liền thì các bạn cũng không cần là phải bó liền các bạn, cái bôi thuốc rồi các bạn để đó. Khoảng 1-2 ngày các bạn bó cũng được, không cần bó liền đâu. Để cho thuốc khô các bạn cũng có thể bôi thuốc 2-3 lần cũng được. Cho nó khô rồi mình mới bó, chứ không cần bó liền các bạn. Giờ mình sẽ bôi thuốc vô.